trợ bất động sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chuyên đề xây dựng và bất động sản cuối tuần, phát sóng thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, Codotel, một sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng đã trở thành xu hướng đầu tư mới trong 3 năm trở lại đây. Tại các thành phố du lịch trọng điểm, số lượng dự án Codotel gia tăng với tốc độ chóng mặt. Với những lời chào mời cam kết lợi nhuận hấp dẫn, Codotel đã lấn át tất cả các phân khúc còn lại của thị trường. Tuy nhiên, chưa kịp mừng đã phải lo tính pháp lý về sở hữu, sự đảm bảo cho những cam kết về lợi nhuận. Những vấn đề căn bản của sản phẩm Codotel lại đang ở thế trông chênh, chưa rõ ràng. Lý do vì sao lại xảy ra thực trạng này và làm thế nào để phát triển Codotel bền vững, an toàn tại Việt Nam? Đây sẽ là nội dung mà chúng tôi đề cập trong chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này. Ngay sau đây sẽ là nội dung đầu tiên. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Condotel hay còn gọi là căn hộ khách sạn, một hình thức đã xuất hiện từ lâu trên thế giới nhưng năm 2015 mới được ra mắt tại Việt Nam. Về cơ bản thì căn hộ nghỉ dưỡng Condotel vận hành như một khách sạn thông thường. Sự khác biệt duy nhất là mỗi phòng được sở hữu bởi một cá nhân nào đó thay vì một chủ sở hữu chung. Đối với Condotel, chủ sở hữu sẽ được một công ty điều hành và quản lý tài sản. Lợi nhuận từ việc cho thuê được chia với công ty quản lý tài sản. Ngoài quyền lợi về tài chính, chủ sở hữu Condotel còn được nhận một thời gian nghỉ dưỡng khoảng từ 15 đến 20 ngày một năm tại chính căn hộ của mình. Một số dự án có quyền trao đổi trên hệ thống nghỉ dưỡng của chủ đầu tư và được nhận những đặc quyền như chính chủ nhân các căn hộ khách sạn. Đồng thời với những chính sách chia sẻ lợi nhuận trung bình khoảng từ 60 đến 85% từ việc kinh doanh cho thuê lại căn hộ Condotel, khách hàng là chủ sở hữu căn hộ nhận được mức lợi nhuận hàng năm cao hơn rất nhiều kênh đầu tư truyền thống như vàng, ngoại tệ, tiền gửi. Nhiều chủ đầu tư còn đưa ra cam kết đảm bảo lợi nhuận kinh doanh căn hộ Condotel từ 8 đến 12% một năm cho khách hàng từ 5 đến 10 năm. Cam kết sinh lời giúp các nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm về lợi nhuận cũng như sự ổn định, an toàn cho khoản tiền đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, cũng chính vì những hấp dẫn như vậy, nếu phát triển Condotel không bài bản sẽ tiềm ẩn không ít rủi ro về nguy cơ phát sinh tranh chấp, tính pháp lý về quyền sở hữu, huy động vốn đầu tư không đúng mục đích, rủi ro trong quá trình quản lý và sử dụng. Chỉ cần với từ khóa tranh chấp Condotel tại Việt Nam trên Google thì xuất hiện 243.000 kết quả chỉ trong 0,53 giây với các chủ đề nguy cơ tranh chấp bất động sản nghỉ dưỡng, bài học đáng nhắc cho trào lưu đầu tư dự án Condotel hay Condotel rủi ro ở khoảng trống không luật. Đồng thời với câu chuyện vừa diễn ra tại một dự án Condotel ở Nha Trang như hồi chuông cảnh tỉnh những nhà đầu tư đang bị ru ngủ bởi những con số lợi nhuận cam kết khủng. Cuối năm 2016, nhiều khách hàng mua Condotel của dự án này đã lên tiếng sau nhiều bức xúc về phương thức phân chia lợi nhuận cho thuê giữa những khoản chi phí phát sinh khác. Một vấn đề khác cũng khiến khách hàng mua Condotel ở đây bất an chính là dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động nhiều năm nhưng chủ đầu tư Condotel vẫn chưa nhận được giấy ủy quyền. Đây không phải là trường hợp đầu tiên xảy ra tranh chấp liên quan đến quá trình vận hành, chia lợi nhuận ở các dự án bất động sản nghỉ dưỡng. Theo trang Vietnamnet, gần 100 khách hàng mua căn hộ du lịch tại khách sạn Bavico số 2 Phan Bội Châu, Nha Trang được cam kết thuê lại và trả lợi nhuận 15% một năm trên tổng giá trị căn hộ. Đồng thời sẽ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ và cam kết mua lại căn hộ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, đã 2 năm hoạt động, chủ đầu tư đã không trả một đồng tiền lãi nào cho các nhà đầu tư. Chung tình trạng trên, dự án chung cư cao cấp The Summit Sơn Trà Đà Nẵng của công ty trách nhiệm hữu hạn Meridian Land cũng đắp chiếu và đang đối diện với nguy cơ khởi kiện từ khách hàng và những nhà tài trợ vốn cho công trình này. Và gần đây nhất, chủ đầu tư dự án căn hộ khách sạn trung tâm thương mại Panorama Nha Trang Khánh Hòa là công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang bị nhà thầu Contexon tố vi phạm giấy phép xây dựng, trong khi chủ đầu tư cho rằng nhà thầu vu khống bịa đặt thông tin. Hàng loạt các thông tin không ai, hàng loạt các vụ tranh chấp liên quan tới Condotel xảy ra. Vậy câu hỏi được đặt ra, đâu là nguyên do chính? Condotel đến năm 2019 sẽ chiếm 65% nguồn cung ngôi nhà thứ hai tại các thị trường ven biển.
có thế mạnh về du lịch. Đó là dự báo được đưa ra gần đây. Thế nhưng loại hình đang có sức nóng này lại được khuyến cáo sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, thậm chí là nhiều hệ lụy phát sinh nếu không được quy hoạch quản lý chặt chẽ. Chưa kể không phải chủ đầu tư condotel nào cũng có kinh nghiệm, năng lực về quản lý, về điều hành, tài chính để phát triển phân khúc này. Đồng thời đây là loại hình bất động sản mới. Luật đất đai cũng như các bộ luật khác chưa có quy định cụ thể cho loại hình này, nên vấn đề về tính pháp lý luôn được nhiều sự quan tâm. Theo số liệu được Bộ Xây dựng đưa ra vào đầu năm 2018, từ báo cáo của 16 tỉnh, thành phố ven biển có dự án du lịch nghỉ dưỡng có quy mô lớn cho thấy, tính đến hết tháng 7 năm 2017, đã có 77 dự án với 16.437 phòng khách sạn, 11.174 căn biệt thự, 12.056 căn hộ condotel đã và đang được đầu tư xây dựng. Hai thị trường nghỉ dưỡng sôi động nhất hiện nay là Đà Nẵng và Nha Trang. Tổng lượng giao dịch thành công ở hai thành phố này có lúc đã chiếm tới 70% giao dịch thành công của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cả nước. Cùng với sự sôi động này, condotel đã tạo ra những quan ngại khi trên thực tế đã phát sinh những tranh chấp giữa chủ đầu tư và người mua khi những cam kết về lợi nhuận không được thực hiện. Tuy nhiên ở đây loại hình được nói một cách nôm na là lai giữa là đất thương mại dịch vụ và đất ở. Đây là một vấn đề mà luật chưa điều chỉnh được. Khung pháp lý của quy định pháp luật là trống hoàn toàn. Bây giờ khi chủ đầu tư người ta xây dựng ra thì người ta sẽ cam kết là cho thuê lại là 8%, 10%, là đó là ban đầu. Nhưng mà ai sẽ là người đứng ra quản trị cái việc này? Là chủ đầu tư hay là một đơn vị thứ ba? Đơn vị thứ ba đó là ai? Có kinh nghiệm về làm du lịch chưa? Hay là chỉ một công ty mới mà ra mà quản trị một cái tòa condotel 50 tầng? Thì anh làm thế nào để anh quản trị được, để anh kinh doanh được? Mà nếu anh không quản trị, không kinh doanh được, thì cái dòng tiền mà 8%, 10% nó từ đâu ra? 3 tháng đầu thì có, nhưng mà 3 tháng sau không có, thì cuối cùng là nhà đầu tư thứ cấp phải tự chịu. Bên cạnh đó, theo pháp luật hiện hành của Việt Nam, các căn hộ khách sạn du lịch được cho phép cấp sổ đỏ nhưng không hình thành sổ hộ khẩu. Luật đất đai hiện nay không đề cập đến loại hình này. Chính phủ và các bộ ngành cũng chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định hướng dẫn cụ thể về loại hình đầu tư này. Chúng ta đã chứng kiến một năm rất thành công đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, nhưng cũng đã cảnh báo rất nhiều những rủi ro liên quan đến pháp lý, đặc biệt là cái việc cấp sổ đỏ cho condotel hay không. Thì tôi rất mong muốn rằng là chúng ta nên có những cơ chế, bởi vì rõ ràng là thị trường đang có nhu cầu, chủ đầu tư cũng đang có nhu cầu. Đúng không? Nếu mà điều này không vi phạm gì đến an ninh quốc phòng, không liên quan gì đến các vấn đề về đất nước, quốc gia, đại sự, thì chúng ta nên thừa nhận một cách hợp pháp cho những vấn đề sở hữu đối với lại các cái bất động sản nghỉ dưỡng. Thì tôi cho rằng như vậy nó sẽ rành mạch hơn. Trong các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, thì vấn đề đất ở không hình thành đơn vị ở đã được thực hiện tại một số địa phương phát triển bất động sản nghỉ dưỡng mạnh mẽ như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, cần có nghiên cứu, sửa đổi, toàn diện, bổ sung các quy định pháp luật liên quan để có căn cứ pháp lý cho loại đất này nhằm thúc đẩy bất động sản nghỉ dưỡng phát triển. Tại vì cái loại hình này cũng chưa có cái luật nào, tức chưa có cái điều khoản luật nào nó quy định hết, cho nên cái việc quản lý cái đối với công trình này rất là khó. Xây dựng lo ngại nhất là các condotel này nếu mà không có quản lý thì nó khi nó chuyển thành các căn hộ bình thường thì sẽ gây áp lực lớn cho hạ tầng kỹ thuật, mà nặng nhất là hạ tầng xã hội của thành phố. Điểm khác biệt của nó ở đây thì chúng ta thường biết là trước đây tất cả các khách sạn và các villa là thuộc một chủ sở hữu của một ông chủ. Nhưng bây giờ ấy, thì nó được chuyển hóa thành nhiều các cái chủ thứ cấp, dẫn đến cái việc là có cấp quyền sở hữu cho những chủ này hay không. Cái thứ hai là nếu như người ta lưu trú ngắn hạn thì không sao, nhưng lưu trú lâu dài thì cứ hình thành đơn vị ở hay không, và có phải hạ tầng xã hội đáp ứng được này không? Thì đây mới là vấn đề cần phải xem xét và giải quyết. Không chỉ bận tâm về tính pháp lý, những yếu tố làm nên giá trị cho sản phẩm condotel cũng là điều mà các nhà đầu tư đang quan tâm. Công trình xây dựng chất lượng, thiết kế tốt, phương án kinh doanh phù hợp, quản lý dịch vụ sau đầu tư hoàn hảo, chuyên nghiệp là yếu tố để tạo nên một dự án condotel thành công. Chưa kể, không phải chủ đầu tư condotel nào cũng có kinh nghiệm phát triển dự án với quy mô lớn nhưng không có nguồn ngân sách mạnh mẽ như vốn chủ sở hữu
hoặc hỗ trợ vốn từ ngân hàng, mà phần vốn của các chủ đầu tư đang cổ súy với mong muốn chiếm dụng vốn của khách hàng là nhà đầu tư. Đây là những yếu tố mà các nhà đầu tư được khuyến cáo cần xem xét trước khi quyết định có đầu tư hay không. Rất nhiều nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực này thì không phải nhà đầu tư nào có tiềm lực tài chính tốt sẽ làm được Condotel tốt, mà nhà đầu tư ngoài tài chính tốt ra, anh phải có năng lực quản trị về ngành nghề du lịch, phải có khả năng khai thác vận hành, và đặc biệt như tôi đã nói, Condotel chỉ thành công khi đáp ứng được pháp lý và yếu tố khai thác. Chính vì vậy, khách hàng khi mua các sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng cần phải xem xét kỹ yếu tố của chủ đầu tư, cái năng lực của chủ đầu tư đó, cái thương hiệu của chủ đầu tư đó, cái vị trí đầu tư của chủ đầu tư đó, cái tính thanh khoản quy mô của dự án đó, và cuối cùng là tính pháp lý của dự án đó. Đã có rất nhiều hội thảo về Condotel được tổ chức với sự tham gia của nhiều chủ đầu tư, chuyên gia và đại diện các bộ ngành nhằm tìm ra giải pháp để tận dụng được những lợi ích mà Condotel mang lại. Tuy nhiên, qua các ý kiến trao đổi của doanh nghiệp, có thể thấy do pháp luật hiện hành chưa điều chỉnh sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng này, nên nhiều tỉnh đã vận dụng luật để tạo điều kiện cho các dự án triển khai. Sự vận dụng này là giải pháp tình thế, mà đã là tình thế thì không thể kéo dài và cũng có những hạn chế nhất định. Có thể nói Condotel là một sản phẩm bất động sản đang được giới đầu tư đặc biệt ưa thích và đặt nhiều kỳ vọng. Có được hành lang pháp lý để đảm bảo quyền lợi hợp pháp các bên, cũng như hạn chế loại bỏ các chủ đầu tư năng lực yếu kém, phát triển mang tính chất chộp giật là rất cần thiết. Đồng thời cộng thêm khả năng có thu nhập từ khai thác cho thuê khi du lịch Việt Nam đang trên đà phát triển, thì Condotel thực sự sẽ trở thành thỏi nam châm thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trước những vướng mắc về câu chuyện pháp lý, thì những giải pháp nào sẽ được đưa ra để tháo gỡ? Mời quý vị cùng đến với những ý kiến của các chuyên gia và đơn vị phát triển bất động sản mà phóng viên VITV đã tổng hợp ngay sau đây. Quan điểm Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quan điểm cụ thể. Một dự án dịch vụ du lịch, trong đó có căn hộ du lịch, thì tất cả các nhà đầu tư thứ cấp khi mua căn hộ này thì phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về du lịch. Tức là gì? Chủ đầu tư phải có trách nhiệm quản lý vận hành hoặc giao cho một doanh nghiệp có đủ năng lực để quản lý vận hành. Tức là gì? Thí dụ như bạn mua một căn hộ du lịch đó, bạn không được phép vào đấy để bạn muốn làm gì cũng được như nhà ở. Bạn vào bạn phải check in, bạn ra bạn phải check out. Tôi cho rằng chúng ta cần phải thay đổi. Pháp luật nên sửa theo hướng là cho chủ đầu tư dự án được quyết định hoặc là sử dụng đất lâu dài thì anh phải nộp tiền cao hơn, nhưng mà anh thu hút được đầu tư. Thế hoặc là sử dụng đất vừa có thời hạn dưới dạng thuê đất của nhà nước thì tiền sử dụng đất là thấp hơn, thì có khi là bài toán đầu tư lại có lợi hơn. Thành ra tôi cho rằng cái quyền lựa chọn hình thức nên trao cho các cái chủ đầu tư dự án, lúc đó thì có cái cơ hội phát triển tốt hơn. Về trước mắt thì có lẽ là Bộ Tài nguyên Môi trường cũng phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ sớm ban hành một cái thông tư quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp cái giấy chứng nhận cho cái loại bất động sản nghỉ dưỡng này. Tôi thấy cách làm của Bình Định là cấp giấy chứng nhận xong mở một cái ngoặc là không phát sinh đơn vị ở. Đấy là cái không hình thành đơn vị ở. Đấy là cái cách xử lý tình thế thôi. Làm thế nào để mà chúng ta có cái cơ sở pháp lý vững chắc để mà làm đỡ lo. Hiện nay chúng ta là vừa làm vừa lo. Loại hình bất động sản Condotel này nói riêng thì nó liên quan rất nhiều thứ, liên quan đến rất nhiều chức năng nhiệm vụ của các bộ ngành. Đấy, cho nên là chúng tôi phải phối hợp, và chắc chắn cái đấy phối hợp và đã phối hợp, và hiện nay chúng tôi đã báo cáo Thủ tướng. Thưa quý vị, những ý kiến vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi. Để xem lại chương trình, quý khán giả có thể theo dõi trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin trên Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!